Dạ, nhà đất Gia Lai, lời đầu tiên kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Hôm nay em ở tại xã Gia Bang, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai. Có một thông tin mới biết đến một lô đất gửi bên nhà đất em đang tải lên để bán ạ. Một lô đất ngay trung tâm xã, mặt đường liên xã liên huyện giữa Chư Sê và Chư Bờ Đông đây ạ. Một vùng được mới biết đến, giá cả cũng rẻ hơn nơi các vùng khác. Quý ông bà, anh chị gần xa có nhu cầu, chúng ta về đây định cư hoặc là chúng ta mua để sau này sinh lời. Một lô đất đầy tiềm năng ạ. Và đấy ạ, ủy ban dân xã đó ạ, từ vị trí nhà đất đứng đây ra tới ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2 cũng như là trạm xá, bán kính trong vòng khoảng 100m đổ lại thôi ạ. Đó, cổng ủy ban dân xã khoảng 100-200m đổ lại. Và theo hướng này chúng ta ra tới đường của Bộ Quốc phòng thì bán kính khoảng 1,5 cây số, về tới đường quốc lộ 14A trung tâm huyện Chư Sê thì khoảng 15 cây số ạ. Và lên tới trung tâm thành phố Bà Lê Cu, sân bay thì khoảng 37 cây số. Và theo hướng đây thì chúng ta lên tới huyện Chư Bờ Đông, đường liên huyện đấy ạ. Con đường này rộng khoảng 25m, thì bán kính khoảng 14 cây số là chúng ta về tới ủy ban dân huyện Chư Bờ Đông ạ. Và đây, lô đất hôm nay nhà đất giới thiệu lên ở đây ạ. Ranh giới bắt đầu từ đây. Với tổng diện tích trên bìa là 1 hecta. Đất sử dụng là 1 hecta ạ. Theo lời chia sẻ của chủ nhà. Và toàn bộ có 1.200 cây cà phê tơ. Thì em sẽ vào em quay em giới thiệu cho quý anh chị ạ. Và đây cái mặt đường đây ạ. Mặt đường liên xã đây ạ. Theo mặt đường đây, lô đất chúng ta trong bìa đỏ là được 38m ạ. 38m. Với mặt bằng đây, cô dì chú bác, anh chị em chúng ta có thể về đây định cư. Chúng ta có thể kinh doanh được ạ. Có thể thu mua nông sản hoặc là bán cả phân do, hoặc đầu tư một cái hình thức khác phù hợp với quý vị ạ. Đây là con đường đi vào. Và trước cái vườn đây thì anh chủ nhà đây thì có trồng được một dãy cây. Cây này gọi là cây xà cừ. Và hai bên là có hai cái gốc bằng lăng. Với chất đất đỏ màu ba gian đẹp bằng ạ. Đã có điện ba pha và giếng khoan nhé. Nên là rất thuận tiện. Và đây cà phê đây ạ. 1.200 cây cà phê. Bắt đầu kinh doanh vào năm thứ 3 thôi ạ. Toàn bộ giống mới TR4. Cà phê này thì không phải nói cho hay, nhưng mà cà phê này là em vào em thấy, với vào bước vào vườn thôi là thấy một vườn cà phê rất đẹp, được chủ nhà chăm sóc rất bài bản. Đó. Cà phê thì bây giờ cũng chuẩn bị vào thu rồi. Thì cái vườn cà phê này thì chủ nhà bán là chủ nhà thu cà phê ạ. Chăm sóc đã tới ngày thu rồi. Này, thấy cái giống cà phê đây ạ. Trái cực to luôn. Đó, ủy ban dân xã chỉ cách chúng ta một lô đất thôi là chúng ta tới ủy ban dân xã. Đất chúng ta bằng cao hơn mặt đường khoảng 50 phân, tức là cao hơn mặt đường liên huyện liên xã này khoảng 50 phân. Và trong này thì chủ nhà cũng có thấy trồng được một số cây ăn trái, cây bơ, cây mít ấy. 100% cà phê tơ ạ. Này, giống cà phê đây. Trái to. Đây thuốc, đây lô đất thuộc mặt đường liên xã, ngay sát ủy ban dân xã, với diện tích để em nhắc lại là 1 hectare, trong bìa là 1 hectare, đất mặt đường liên xã là 38m. Đất chúng ta đã có đầy đủ, pháp lý đầy đủ ạ. 1.200 cây cà phê đẹp, cà phê này sang năm là bội thu luôn ạ. Đấy, cây cà phê này. Thuận tiện về mọi mặt để cho quý ông bà, cô dì chú bác, anh chị em gần xa chúng ta về đây định cư, có thể sinh sống ở tại đây, rất thuận tiện. Và đây giếng khoan đây ạ. Giếng khoan điện ba pha, ống đã được giải toàn bộ đi theo vườn. Chúng ta chỉ cần bật điện lên là nước lên thôi ạ. Rất thuận tiện. Với cái giá, gia chủ đưa ra là 1 tỷ 550 triệu ạ, báo sang tên.
một cái giá hợp lý, đất ngay ủy ban dân xã, đầy tiềm năng, có nguồn thu ạ. Cà phê này sang năm thì em đánh giá là thu rất là được nhiều trái. Đó, cà phê từ không. Ở khu vực tại đây thì em cũng tham khảo rồi. Ở mặt đường liên xã giao dịch từ 25 tới 30 triệu một mét. Thì đất của chúng ta đã có diện tích mặt đường là 38 mét. Thì cái giá này là không có cao ạ. So với các vùng nơi khác, các tỉnh thành khác thì đất ở Gia Lai với cái giá này là còn rẻ, quá rẻ. Rồi, mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442. Và kết nối Zalo trực tiếp, em sẽ chia sẻ video và bìa đỏ pháp lý đầy đủ. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi live cam để biết tiện ích xung quanh lô đất chúng ta và đường đi nối lại nó thuận tiện thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại những video gần nhất ạ.